Câu chuyện danh tướng Lý Thường Kiệt. Tháng 12 năm 1075, biết nhà Tống đang tích trữ lương thảo, vũ khí để chuẩn bị xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đem quân phá tan 3 thành trì của địch. Mất lương thảo, vũ khí, hơn 1 năm sau, nhà Tống mới cử Quách Quỳ chỉ huy đại quân tràn vào Đại Việt. Quân Tống đến bờ bắc sông Như Nguyệt, làm cầu phao vượt sông. Bất ngờ, quân ta mai phục từ trước, xông ra vây đánh dữ dội. Quân Tống không chống đỡ nổi, định rút quân, nhưng cầu phao đã bị chặt đứt từ bao giờ. Bí thế, chúng lao bừa xuống sông, bị dòng nước cuốn trôi vô số. Quách Quỳ cho quân đóng bè lớn để vượt sông lần thứ hai. Lý Thường Kiệt đợi bè tới giữa dòng, cho lính bắn tên và quăng đá, khiến nhiều bè bị vỡ, hàng ngàn tên giặc bị vùi dưới sông. Số quân Tống lên được bờ thì bị quân Đại Việt từ các chiến lũy tràn xuống tiêu diệt. Lý Thường Kiệt quyết định cho quân đánh thẳng vào trại địch. Đêm ấy, trước khi xuất quân, ông cho người vào đền thờ thần bên bờ sông, bắc loa đọc vang một bài thơ: sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Quân sĩ Đại Việt tin đó là lời thần dạy, nên hăng hái xông thẳng vào trại địch. Quân giặc sợ mất mật, dẫm đạp lên nhau mà chạy, chết đến quá nửa. Đến lúc ấy, Lý Thường Kiệt mới cử người sang Nghị Hòa, mở đường cho quân xâm lược rút lui để sớm kết thúc chiến tranh. Quách Quỳ mừng rỡ, lập tức đồng ý và nhanh chóng rút quân. Đất nước sạch bóng quân thù, cuộc sống nhân dân trở lại thanh bình. Tiếp theo, các em hãy cùng đi kể lại từng đoạn của câu chuyện này một lần nữa nhé. Câu chuyện danh tướng Lý Thường Kiệt. Tháng 12 năm 1075, biết nhà Tống đang tích trữ lương thảo, vũ khí để chuẩn bị xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đem quân phá tan 3 thành trì của địch. Mất lương thảo, vũ khí, hơn 1 năm sau, nhà Tống mới cử Quách Quỳ chỉ huy đại quân tràn vào Đại Việt. Quân Tống đến bờ bắc sông Như Nguyệt, làm cầu phao vượt sông. Bất ngờ, quân ta mai phục từ trước, xông ra vây đánh dữ dội. Quân Tống không chống đỡ nổi, định rút quân, nhưng cầu phao đã bị chặt đứt từ bao giờ. Bí thế, chúng lao bừa xuống sông, bị dòng nước cuốn trôi vô số. Quách Quỳ cho quân đóng bè lớn để vượt sông lần thứ hai. Lý Thường Kiệt đợi bè tới giữa dòng, cho lính bắn tên và quăng đá, khiến nhiều bè bị vỡ, hàng ngàn tên giặc bị vùi dưới sông. Số quân Tống lên được bờ thì bị quân Đại Việt từ các chiến lũy tràn xuống tiêu diệt. Lý Thường Kiệt quyết định cho quân đánh thẳng vào trại địch. Đêm ấy, trước khi xuất quân, ông cho người vào đền thờ thần bên bờ sông, bắc loa đọc vang một bài thơ: sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Quân sĩ Đại Việt tin đó là lời thần dạy, nên hăng hái xông thẳng vào trại địch. Quân giặc sợ mất mật, dẫm đạp lên nhau mà chạy, chết đến quá nửa. Đến lúc ấy, Lý Thường Kiệt mới cử người sang Nghị Hòa, mở đường cho quân xâm lược rút lui để sớm kết thúc chiến tranh. Quách Quỳ mừng rỡ, lập tức đồng ý và nhanh chóng rút quân. Đất nước sạch bóng quân thù, cuộc sống nhân dân trở lại thanh bình.